Hello, xin chào tất cả anh em nha. Một buổi chiều thật là mát mẻ nè. Mặt trời xuống núi rồi nha anh em. Quay cho anh em xem một con Belarus. Đây. Belarus 562 ha. Xe của mình luôn. Đó. Mình quay đi cày đất. Cày đất ruộng. Đất nó này cày rồi ngang ha nè. Cày theo cầu chủ cày ngang nên hơi khó cày, không cày tốc độ lẹ được, đi hơi chậm, sốc lắm. Mình là mình cày bỏ cơm luôn. Bây giờ anh em xem Belarus tên mình ha anh em. Tối nay tài xế về ngủ hơi nhức mình tí xíu, cũng có thể là bỏ ăn luôn. Tại vì động này cũng khá lớn, cày rồi ngang hơi tội tài xế tí xíu. Cày anh em thấy đất cày ngang mà đất này đã xới qua một bận rồi nè, xới cho nó cây mì nó nhuyễn á, mới xới cho cây mì nhuyễn chứ mình thấy cây mì hình như nó cũng không nhuyễn lắm. Cũng còn dạng như hơi to. Mình qua đây mình quay cận cảnh cho anh em xem ha. Mình nó cày Belarus thì mình cày. Đất này nó cũng pha thạch nè, nó cũng hơi thạch đó. Dàn cày này thì mang dàn cày vẫn thương hiệu của chú Chính Bình. Mình thì mình chỉ chuyên dùng của chú Chính Bình với lại Bắc Hai Sắt. Hai thương hiệu này thôi. Cũng còn nhiều thương hiệu dàn cày tốt lắm, nhưng mà mình thì riêng mình thì đặc biệt mình chỉ thích hai thương hiệu này thôi. Nó phù hợp ở cái vùng đất mình anh em thấy. Khá liền ha, cày rất đẹp. Dùng đất ở Tây Ninh cày sướng lắm anh em. Cày đống ngang này nói cực chứ vẫn sướng hơn anh em ở Tây Nguyên nhiều. Mình thì chỉ cày pho thôi. Chứ Belarus mình cũng không thích cày lắm. Chỉ cày chạy pho cày thôi. Nếu mình là chủ đất này thì mình sẽ cày xuôi một bận trước cho nó liền đất, rồi bắt đầu mình sẽ cày ngang. Nó sẽ có những cái rộng nhưng mà nó rất ít rộng, ví dụ một đám đất mình chia ra chỉ 4-5 cái rộng gì đó thôi, nó cày nó đỡ sốc. Còn bắt buộc cày ngang từ đầu thì nó hơi sắp gì đó, tại vì nó cứ như bậc thang bậc vào. Với lại khi mình cày ngang này nó cũng không được sâu cho lắm, đâu có thả sâu được đâu, nó cắn rộng không cày sâu được.
là rất quan trọng ban đầu. Rồi chắc em quay cho anh em xem vài đoạn cày tới đây thôi. Đây, trời cũng ngã bóng rồi, em về để cho tài xế cày. Rồi em xin kết thúc video ở đây nha. Em xin chào tất cả anh em, cảm ơn anh em luôn quan tâm và ủng hộ kênh của em.